Xin chào các bạn đã trở lại với chương trình Radio Du học Online của Công ty Tư vấn Du học Tân Đại Dương. Trong chương trình hôm nay, Công ty Tân Đại Dương với hơn 10 năm kinh nghiệm sẽ giới thiệu một số trường mà công ty làm đại diện hiện có chương trình học bổng và có những ưu đãi dành cho các bạn sinh viên đang muốn tìm kiếm học bổng khi du học Úc. Tân Đại Dương là đại diện tuyển sinh của rất nhiều trường từ trung tâm Anh ngữ, các trường cao đẳng, học viện đến từ các trường đại học ở khắp các thành phố tại nước Úc. Vì vậy, các bạn muốn đăng ký học tại trường nào thì chúng tôi đều có thể hỗ trợ cho các bạn. Và hiện tại có một số trường đang áp dụng chương trình học bổng mà tại Tân Đại Dương muốn giới thiệu đến các bạn. Chẳng hạn như Đại học St. Joe Vinland có chương trình ưu đãi áp dụng giảm học phí 10 tuần tiếng Anh từ 320 đô la Úc một tuần còn 256 đô la Úc một tuần. Và đặc biệt thì trường còn có chương trình học bổng 20% học phí cho mỗi năm. Khi mà sinh viên đăng ký học chương trình đại học hoặc thạc sĩ của trường, các bạn không cần phải có IELTS hay TOEFL khi xin học bổng, nhưng chỉ cần điểm trung bình của khóa học trước đây đạt 7.5 trở lên. Trường cao đẳng Curtin có học bổng 25% học phí cho khóa Anh văn khi mà sinh viên đăng ký học chương trình Anh ngữ và chương trình chính của trường cao đẳng Curtin và Đại học Curtin. Trường Đại học Curtin cơ sở Sydney có học bổng miễn phí từ 4 đến 8 tuần Anh ngữ khi sinh viên đăng ký học chương trình Anh ngữ tại Navitas English từ 20 đến 40 tuần. Học viện BIBT có học bổng miễn phí 10 tuần Anh ngữ khi sinh viên đăng ký học chương trình chứng chỉ 4 hoặc là cao đẳng BIBT. Học viện Homeland áp dụng mức học phí đặc biệt cho chương trình Anh ngữ trong năm 2013 từ 295 đô la Úc một tuần chỉ còn 260 đô la Úc một tuần. Trường quốc tế Aylesbury học bổng 10 tuần tiếng Anh không giới hạn số lượng với điều kiện duy nhất là học sinh học chương trình đại học tại SAIBT hoặc Aylesbury học bổng trung học phổ thông lớp 10, 11 và 12. Học sinh có điểm GPA từ 7 chấm trở lên có thể nhận học bổng 20% và với GPA từ 8.5 trở lên được nhận học bổng 50%. Sinh viên có thể nhận được cùng lúc cả hai học bổng trung học phổ thông và 10 tuần tiếng Anh, nhưng học bổng này được cấp cho một năm học với số lượng có hạn. Và để được tư vấn và hỗ trợ đăng ký xin học bổng của các trường, các bạn có thể đến trực tiếp địa chỉ văn phòng của công ty Tân Đại Dương là 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, hoặc có thể truy cập vào website tandaiduong.edu.vn hay tddvn.com. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.